John W. Marriott, cha đẻ của đế chế khách sạn lớn nhất thế giới. Ngày nay, Marriott International đã trở thành cái tên quen thuộc đối với những người đam mê du lịch và yêu thích sự hoàn mỹ. Với bề dày lịch sử gần 100 năm và số lượng khách sạn resort lên đến hàng ngàn, trải rộng khắp các châu lục trên thế giới, Marriott International hiện đang chiếm vị trí đỉnh cao trong ngành nhà hàng khách sạn. Và thật thú vị nếu bạn biết rằng đế chế hùng mạnh này lại có xuất phát điểm vô cùng khiêm tốn, chỉ là quán bia bình dân của một thanh niên nhà nghèo. Bằng nỗ lực và đầu óc kinh doanh, người thanh niên ấy đã xây dựng nên cơ ngơi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ông chính là John Willard Marriott. Từ quán bia nhỏ đến chuỗi nhà hàng đình đám. John Willard Marriott Senior sinh ngày 17 tháng 9 năm 1900 trong một gia đình nghèo tại Utah, Hoa Kỳ. Ông đã phải lao động phụ giúp cha mẹ từ khi lên 8. Đến năm 14 tuổi, Marriott được giao phó công việc đưa đàn cừu từ Utah tới các thành phố như San Francisco hay Omaha. Ông kể rằng, cha tôi đã hướng dẫn tôi bước vào công việc từ rất sớm. Ông không nói nhiều về cách làm mà để tôi tự tìm ra phương hướng cho bản thân mình. Nhà Marriott phá sản khi ông mới 21 tuổi. Trong hoàn cảnh đó, ông nhận ra mình cần hành động để cứu vớt gia đình. Mặc dù trước đó không học trung học, nhưng Marriott vẫn cố gắng theo học một khóa học cao đẳng cộng đồng. Và sau bao nỗ lực, cuối cùng ông cũng đã được học tại Đại học Utah. Trong suốt quá trình học, Marriott phải vất vả làm nhiều công việc để tự chi trả học phí cho mình. Những năm cuối đại học, ông quyết định mở một cửa hàng nước giải khát và bia nhỏ ở Salt Lake City. Chính những thành công bước đầu này đã tạo điều kiện để cho Marriott quyết định theo đuổi con đường kinh doanh về sau. Marriott quyết định mở rộng việc kinh doanh năm 1927 với 1.500 đô la tiền tiết kiệm cùng 1.500 đô la vay mượn. Ông mở cửa hàng Hot Shoppes ở Washington, phục vụ thêm các món ăn bên cạnh việc bán bia. Đây chính là tiền thân của đế chế Marriott International hùng mạnh sau này. Mùa hè là thời điểm cửa hàng của Marriott làm ăn phát đạt. Tuy nhiên khi mùa đông về, chẳng mấy ai còn nhu cầu uống bia. Đó là lúc Marriott nhận ra thay đổi là một điều kiện sống còn trong kinh doanh. Khi đó, bên cạnh việc tiếp tục phục vụ loại bia hơi lạnh, cửa hàng của Marriott đã đưa ra một thực đơn mới với các món ăn sử dụng ớt cay từ người Mexico. Marriott cho biết, mẹ tôi biết tiếng Mexico và tôi đã học được một ít kinh nghiệm từ các đầu bếp ở đại sứ quán Mexico. Đó là những bài học ban đầu quý giá để Marriott tiếp tục thống trị lĩnh vực kinh doanh cửa hàng ăn và nước giải khát ở khu vực phía đông nước Mỹ. Cho tới năm 1932, ông đã sở hữu chuỗi 7 cửa hàng phục vụ đồ ăn và nước giải khát với những thực đơn hoàn toàn đặc biệt. Không ngủ quên trên thành công ban đầu, Marriott đã sớm nghĩ tới những phương hướng kinh doanh mới mẻ hơn. Ông mở rộng quy mô của Hot Shoppes trong thời kỳ suy thoái nặng nề nhất của nước Mỹ 1929 đến 1932. Trong khi bóng ma của viễn cảnh đen tối còn đang ám ảnh mọi người dân Mỹ, các công ty đua nhau cắt giảm nhân viên. Quyết định mở rộng kinh doanh của Marriott được xem là mạo hiểm, tuy nhiên ông đã thành công. Vào năm 1937, nhận thấy nhu cầu ăn uống của các hành khách trên các chuyến bay, Marriott đã chộp lấy cơ hội, nhanh tay mở một công ty chuyên cung cấp thức ăn để mang lên máy bay. Không lâu sau, Hot Shoppes trở thành đối tác cung cấp đồ ăn cho hơn 20 chuyến bay hàng ngày. Tiếp đó, Marriott còn giành được các hợp đồng với chính phủ để mở các quán ăn trong quân đội và cung cấp thức ăn cho các nhà máy, bao gồm cả General Motors và Ford. Lấn sang lĩnh vực kinh doanh khách sạn. Năm 1937, John Willard Marriott được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và khả năng chỉ còn khoảng 1 năm đổ lại để sống. Thế nhưng, với khát khao to lớn, ông đã không chùn bước và thực tế, Marriott đã sống thêm được tròn 50 năm nữa. Năm 1957, sau một khoảng thời gian hưng thịnh ở mảng nhà hàng, ông quyết định lấn sân sang kinh doanh khách sạn với việc cho ra đời khách sạn đầu tiên mang tên là Twin Bridges Marriott tại Arlington, Virginia. 1957 cũng là khoảng thời gian cậu ấm nhà Marriott là Bill Marriott vừa hoàn thành xong việc học bắt đầu tham gia công việc kinh doanh của gia đình. Chính Bill là người nhìn thấy tiềm năng trong ngành kinh doanh khách sạn và đề xuất việc mở rộng. Trẻ trung và nhiệt huyết, Bill tỏ ra đầy tham vọng. Ngày nào đó chúng tôi có thể thành công ngang với chuỗi khách sạn Howard Johnson, đối thủ đang xuất hiện khắp nơi trên nước Mỹ. Năm 1967, khi lĩnh vực khách sạn chiếm phần lớn doanh thu, Hot Shoppes Inc. đã được đổi tên thành tổng công ty Marriott. Sau Twin Bridges Marriott, khách sạn thứ hai Key Bridge Marriott ra đời ở khu Roslyn. Chiến lược tấn công lĩnh vực khách sạn nhằm hạ bệ đối thủ nặng ký Howard Johnson của Marriott rất nhanh và quyết liệt. Cứ 2 tuần, một khách sạn gắn thương hiệu Marriott là được mở ra ở những vị trí gần với Howard Johnson. Năm 1980, bước ngoặt lớn thứ hai xảy ra. Marriott nhận ra rằng tốc độ phát triển trong tương lai có thể bị giới hạn nếu họ chỉ bơi ở vùng an toàn, tức là chỉ điều hành các khách sạn dành cho khách thượng lưu cùng dịch vụ trọn gói. Marriott bắt đầu nghiên cứu ý tưởng xây dựng các kiểu phòng cho thuê với những mức giá dành cho các tầng lớp xã hội khác nhau, từ giá cao, trung bình đến giá rẻ và lưu trú dài hạn. Chẳng bao lâu, thị trường khách sạn giá trung bình và giá rẻ trở thành nguồn sinh lợi lớn của công ty, góp phần thúc đẩy Marriott bước vào thời kỳ thịnh vượng. Kể từ đó, tập đoàn khách sạn Marriott không ngừng vươn xa tới mọi nơi trên thế giới, đưa ông chủ John Marriott trở thành doanh nhân thành đạt nhất nước Mỹ cho đến khi ông qua đời vào năm 1985. Bạn đang xem video tại kênh Người Thành Công, đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nha! Những quan niệm sống làm nên sự thành công. Thành công của John Willard Marriott không chỉ đến từ chiến lược kinh doanh xuất sắc mà còn nhờ vào tinh thần không ngừng nỗ lực hoàn thiện, thay đổi và phát triển. Doanh nhân là những người không bao giờ biết hài lòng, họ luôn muốn những thứ tốt hơn, họ luôn nỗ lực và sử dụng tất cả khả năng của mình để đạt được những điều tốt đẹp hơn. Nhận định này của John Willard Marriott đã thể hiện sự tham vọng và tầm nhìn rộng lớn của ông. Trong suốt quá trình làm việc, John Willard Marriott luôn quan niệm rằng nếu bạn không lựa chọn những người đúng với vị trí của họ, bạn sẽ không bao giờ gặt hái những thành công. Và ông tin rằng bạn sẽ không thể duy trì công việc kinh doanh nếu không thực sự tận mắt chứng kiến những công việc đang diễn ra. Marriott không ngần ngại ghé thăm những cơ sở kinh doanh để thăm hỏi, động viên đội ngũ nhân viên. Điều đó đã góp phần tạo nên nguồn nhân lực chất lượng cho tập đoàn. Dù là nhà kinh doanh thành công nhất nước Mỹ lúc bấy giờ, nhưng Marriott vẫn luôn theo dõi nghiêm ngặt những quy trình làm ra sản phẩm và phục vụ khách hàng. Ông để ý tới cả những chi tiết nhỏ nhất về một bánh hamburger hay bánh mì kẹp thịt của cửa hàng, cho dù đã có những nhà quản lý dưới quyền phụ trách. Bản thân Marriott luôn tìm kiếm sự hoàn hảo trong kinh doanh. Ngay cả khi khách hàng tỏ ra hài lòng, ông vẫn luôn nghĩ về những khả năng để có thể phục vụ họ tốt hơn. Tập trung phần lớn thời gian cho công việc, nhưng Marriott vẫn không quên gia đình vốn là điểm tựa để ông gặt hái thành công. Nếu bạn cảm thấy thoải mái ở nhà, sẽ có nhiều khả năng bạn cảm thấy vui vẻ trong công việc hơn. Cân bằng giữa gia đình và áp lực công việc cũng là cơ sở để Marriott vượt qua được căn bệnh ung thư quái ác. Ông cũng rất tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và coi đây là yếu tố thiết yếu đối với cuộc sống của con người. Di sản mà John Willard Marriott để lại cho ngành nhà hàng khách sạn là vô cùng lớn. Ngoài một tập đoàn hùng mạnh vang danh thế giới, những chân lý của ông cũng đã trở thành nguồn cảm hứng và bí quyết kinh doanh cho nhiều doanh nhân trên thế giới. Marriott International, đế chế khách sạn số 1 thế giới. Marriott International được thành lập vào năm 1993 khi tổng công ty Marriott tách thành hai công ty, Marriott International và Host Marriott Corporation. Năm 1995, Marriott là công ty khách sạn đầu tiên trên thế giới cung cấp cho khách quyền lựa chọn đặt phòng trực tuyến thông qua việc thực hiện Marsha, hệ thống đặt phòng tự động. Năm 1995, Marriott International mua lại 49% cổ phần của Ritz-Carlton Hotel Company LLC. Một năm sau, Marriott chi 331 triệu đô để mua lại The Ritz-Carlton. Từ 2002, công ty bắt đầu cơ cấu lại bằng cách mở rộng nhiều cộng đồng dịch vụ sống cao cấp, hiện là một phần của Sunrise Senior Living, và thành lập Marriott Distribution Services để có thể tập trung vào quyền sở hữu và quản lý khách sạn. Năm 2012, kỷ lục thế giới Guinness đã công nhận khách sạn 5 sao JW Marriott Marquis Dubai của tập đoàn là khách sạn cao nhất trên thế giới. Hành trình thâu tóm của Marriott International vẫn chưa dừng lại. Năm 2015, tập đoàn mua lại Delta Hotels, một chuỗi điều hành 40 khách sạn tại Canada, sau đó mua luôn Starwood Hotels and Resorts Worldwide với giá 13 tỷ đô. Sau thương vụ này, Marriott trở thành tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới với hơn 5.700 khách sạn, 1,1 triệu phòng và một danh mục hơn 30 thương hiệu. Đây được xem là một trong những bước ngoặt quan trọng nhất trong lịch sử phát triển của tập đoàn. Ngày nay, Marriott là một trong những tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới với hơn 3.800 khách sạn trên 74 quốc gia và vùng lãnh thổ, doanh thu theo báo cáo tài chính 2012 đạt 12 tỷ đô la Mỹ. Tập đoàn này điều hành nhượng quyền sở hữu các khách sạn thuộc 18 thương hiệu, bao gồm Marriott, The Ritz-Carlton, JW Marriott, Bulgari, Renaissance, Gaylord, Autograph Collection. Nối tiếp thành công của cha, Bill Marriott đã tiếp tục điều hành và đưa Marriott International trở thành tập đoàn khách sạn đứng đầu thế giới cho đến ngày nay. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nha.